Xin chào các bác, ở video này em xin nói sơ qua một chút về những dòng xuất âm tụ. Thì trước mắt các bác là một chiếc âm ly xuất âm tụ của Hitachi, mã là SR600. Đây là một trong những chiếc âm ly đài nội địa Nhật, nó chạy điện. Đây các bác, dòng xuất âm tụ của các bác, nó chạy điện 100V. Và khi bật lên, cái đặc trưng của nó là bật kiểu như bụp một phát các bác. Các bác nhìn cái loa đi ạ. Và em tắt bỏ điện thì nó vẫn còn điện. Đó các bác. Thì con âm ly này chất âm nó rất tuyệt vời. Bây giờ em sẽ tháo cái ruột gan nó để cho các bác xem một chiếc âm ly bãi mà nó về chuẩn âm ly bãi nó sẽ như thế nào. Đầu tiên em sẽ cho các bác xem đi ạ. Thường thì những con âm ly bãi bọn em về, bọn em sẽ ít khi vệ sinh, bọn em sẽ quay video luôn. Có những bác, bởi vì em biết là có những bác rất thích kiểu mua về tự vệ sinh, hoặc mua về muốn để nguyên cái bụi trần của nó để các bác chiêm nghiệm nó là còn được bao nhiêu phần trăm. Đấy là cái cách mà em muốn phục vụ cho chiều lòng đến tất cả các bác. Tất nhiên những bác nào yêu cầu vệ sinh bọn em vẫn vệ sinh, hoặc những chiếc âm ly nó quá bẩn đi thì bọn em vẫn phải vệ sinh sơ cái mặt. Như con âm ly này đây, bọn em sẽ lau sơ cái mặt một chút. Các bác có thể thấy đây, cái mặt của nó vẫn còn một chút bẩn bẩn đây, bọn em vẫn chưa lau kỹ hết được. Soi kỹ vào thì các bác sẽ nhìn thấy đấy ạ. Đó, em chỉ mới lấy cái rẻ ẩm em lau sơ sơ cái mặt của nó thôi. Và đây là một con âm ly đài mà về nó rất là đẹp các bác. Hàng bãi như vậy là rất là đẹp bởi vì nó không xước, không mẻ. Và thứ hai là các bác nhìn những con ốc máy đây ạ. Các bác có thể để thấy ạ. Nó còn phải như vậy luôn. Đó các bác. Chưa một vết chọc ngoáy và con này sử dụng 4 sò sắt Hitachi lớn. Chất âm rất hay các bác nhé. Riêng những dòng Hitachi sò sắt mà lại còn xuất âm tụ nữa thì các bác yên tâm đi về chất lượng của nó. Và bây giờ em sẽ mở các bác nghe một lúc test âm, và tí nữa em sẽ tháo cái máy luôn trong cái video này cho các bác xem một chiếc âm ly bãi về thật sự nó sẽ như thế nào các bác. Đó. Dòng này thì các bác có thể thấy được rất nhiều dòng loa. Em đang ghép vào đôi Diatone DS501. Đôi loa này rất to và gấu. Bass 30. Đây bây giờ em sẽ bảo kỹ thuật nhà em tháo luôn con âm ly này cho các bác xem luôn. Đây em tháo giúp anh con âm ly này ra. Em sẽ tắt bỏ đi, tháo luôn các bác xem luôn. Đây là lần đầu tiên em tháo ruột con này ra, và con này cũng là lần đầu tiên tháo ruột từ khi nhà sản xuất xuất xưởng ra xuất xưởng các bác nhé. Thì những chiếc âm ly bãi như vậy, nhiều bác hỏi em là tại sao có những lúc em bán, có những con âm ly em bán chỉ có 2 triệu, có những lúc em bán đến 2,2 triệu, thế có những lúc em bán có 1,6 triệu, có những lúc em bán có 1 triệu. Em nói luôn ấy, hàng bãi nó có nhiều chất lượng và nó cũng có rất nhiều tình trạng, nên là nó không thể niêm yết giá như hàng mới được. Và những con âm ly nào mà nó đẹp xuất sắc thì bọn em cũng phải nhập với cái giá đẹp xuất sắc. Và những con xấu nó sẽ nhập giá xấu thì bọn em sẽ bán giá xấu, thế thôi. Còn thường thì dạo này các bác có thể thấy nhà em toàn nhập hàng đẹp, em ít khi nhập hàng xấu lắm. Em có vài chiếc âm ly hàng xấu, vài hôm nữa em sẽ thanh lý cho các bác luôn, để những bác thích mua hàng xấu đây các bác. Với một chiếc âm ly bãi xuất âm tụ, đây là hàng tụ xuất của nó đây. Một chiếc âm ly bãi xuất âm tụ đó, thì chắc chắn tuổi đời của nó cũng phải tầm độ ít nhất là 60 năm rồi các bác. Ít nhất là 60 năm là cái ít nhất. Thì về cơ bản thì nó chỉ được như thế này là đẹp hết cỡ rồi. Sắt xi 7 màu như vậy là hết cỡ rồi các bác. Còn muốn nó đẹp hơn một chút nữa thì chúng ta chỉ đơn giản thôi, lấy cái máy xịt bụi xịt một phát là nó bóng bẩy keng luôn. Đây là các bác nhìn thấy sắt xi 7 màu và tất cả các mọi linh kiện nó chưa một lần tháo ra. Và con này đánh 4 sò sắt Hitachi. Em đã tháo một chiếc ra đây. Nó có chụp các bác nhá, chụp sò. Đó, 4 sò sắt Hitachi. Những cái dòng sò này các bác có thể thấy trên những chiếc âm ly LODHA330 các bác nhá. Đó, những dòng âm ly Hitachi sò sắt thường sử dụng cái sò này. Và con âm ly này cũng có luôn cả hai cầu AB, A cộng B các bác. 8 đến 16 ohm các bác nhá. Thì với đôi loa mà ghép đây, đôi loa rất to và gấu, 6 ohm 100W. Đôi loa Diatone 501 thì các bác biết rồi, rất khó đánh. Và nhấn mạnh với các bác luôn, nếu ghép một đôi loa như vậy và những chiếc âm ly đánh 8 ohm như vậy, ghép một đôi loa 6 ohm hoàn toàn không sao cả. Thậm chí đánh nó còn hay luôn đi các bác. Đây các bác nghe thử đấy ạ. Em bây giờ em sẽ bật lên. Nhấn mạnh các bác là cái trở kháng, khi các bác ghép một đôi loa thì hầu như tất cả các bác có thể ghép được, không quan tâm đến trở kháng của nó. Nhưng khi các bác ghép đến hai đôi loa thì lúc đó với trở kháng mới phải quan tâm các bác nhé. Thường thì những chiếc âm ly này người ta đã tính sẵn cho các bác đánh một đôi loa thì thoải mái rồi. Và rõ ràng đây là một chiếc âm ly đánh trở kháng 8 ohm, nhưng em có thể ghép vào đôi loa 6 ohm đánh rất hay, thậm chí đánh rất tuyệt vời.
và nó không hề nghẹt cũng không hề nóng các bác nhé. Nên là đôi khi cái trở kháng và những cái thông số nó chỉ cái tham khảo thôi. Còn quan trọng nhất là khi chúng ta phối ghép thì nó mới ra được cái cuối cùng để chúng ta nghe các bác. Trong âm thanh thì cứ nghe hay là đạt, còn không cần biết thông số thế nào cả các bác ạ. Đó, các bác có thể thấy là một chiếc âm ly công suất chỉ 80W, 80W sức âm tụ, nhưng mà rõ ràng cái hiệu suất của nó đánh rất tốt. Nên đôi khi cái thông số không quan trọng các bác ạ. Những dòng loa Nga còn chưa chắc bạn gấu bằng đôi loa này, đánh thoải mái luôn. Mà có rất nhiều âm ly 8 sò nặng trịch 20 cân đánh đôi loa này không ra tiếng, nhưng mà con âm ly này nó cũng chỉ có 70W, 80W sức âm tụ sò sắt lớn, mà nó đánh ra nhích cái là đôi loa nhún luôn các bác nhé. Còn đâu bao đêm trăng thanh, bát gầu dòng vui bên anh. Đây là một đôi loa cực kỳ đẹp, DS501. Đôi loa này giá 11 triệu các bác. Và chiếc âm ly này giá 5 triệu 800 nghìn đồng. Để các bác giá 5 triệu 8 một chiếc âm ly Hitachi SR600. Các bác có những dòng loa Mỹ cổ hoặc là những dòng loa AR, loa Avon đánh bằng con âm ly này thì trên còn tuyệt vời. Nó còn hay hơn cả những chiếc âm ly Fisher cơ các bác. Em nhấn mạnh điều như vậy luôn. Các bác không tin các bác cứ chơi thử đi, không hay em mang giả lại. Em chưa bật đầu lớp và bát em mới để 12 giờ. Rồi em sẽ next bài cho các bác nghe thử một bài của Như Quỳnh. Chiếc âm ly giá 5 triệu 8, Hitachi size 43 các bác nhé, size 43 âm ly đài, và đôi loa giá 11 triệu, đôi loa Diatone DS501 này là dòng loa cao cấp của Diatone. Tiếng rất là ngọt các bác ạ. Và em xin báo giá lại chiếc âm ly giá 5 triệu 800 nghìn đồng Hitachi SR600 và đôi loa Diatone DS501 giá 11 triệu. Và các bác lưu ý, tất cả những sản phẩm bên nhà em từ hàng cỏ cho đến hàng đắt tiền thì đều bao xin các bác
bao zin bao chuẩn 100%. Còn về cái phần giá cả hay mọi thắc mắc về sản phẩm, các bác có thể nhắn tin cho em và em luôn luôn nói các bác tiền nào của đấy. Em nhấn mạnh luôn, những sản phẩm của những sản phẩm của em bán giá rẻ hơn thị trường, kể cả đôi 3 triệu cơ, nhưng mà nó có tiền nào của đấy các bác ạ. Còn những sản phẩm của em bán giá chuẩn, hàng chuẩn thì em khẳng định luôn, không có nơi nào bán tốt hơn được bọn em. Em nhấn mạnh luôn, em dám chắc chắn luôn, nếu cứ chuẩn như vậy thì cũng cùng lắm cũng chỉ tốt như nhà em thôi, không tốt hơn được. Và các bác có thể thấy đấy ạ, gói hàng không kịp các bác nhé. Gói hàng mấy đống không kịp luôn. Không kịp mà gói hàng, gói từ sáng đến đêm luôn, không kịp để gói hàng các bác ạ. Nên là em nói thật các bác là những bác nào mà ở trong những trường hợp mà muốn nó, ví dụ này, hàng bãi em nói thật luôn này, có hai trường hợp. Thứ nhất là đòi thật rẻ và thật mới thì em không có, bởi bọn em nhập hàng đẹp mới về nó giá nó cao nên không có giá rẻ các bác. Chỉ có nói giá tốt thôi, không có giá rẻ các bác ạ. Và thứ hai nữa là em bán phải có lời lãi. Thứ ba là những bác mà quá cầu toàn trong một sản phẩm, ví dụ đây, những đồ nào em đẹp xuất sắc như thế này, hàng bãi như này, nó là hàng mộc mạc nguyên bụi như vậy các bạn ạ, hàng mộc mạc như vậy mà nó đòi hỏi các bác, ví dụ nhá, đôi loa này có một số bác khách về nhận mua đôi loa như thế này chẳng hạn, mà nó đẹp như vậy không vấn đề gì cả các bạn nhé. Các bạn nhìn đấy ạ, tất cả các góc cạnh nó đây nó đẹp như vậy, nhưng mà chỉ một tí xíu này thôi các bạn ơi, các bạn nhìn đấy, một tí xíu thôi nó xước, thì những đôi loa nó 40-50 năm tuổi rồi, nó xước một tí xíu như vậy hoàn toàn chúng ta có thể chấp nhận được. Còn em không tính cái hàng mông má các bác nhé. Còn hàng zin như vậy thì khẳng định các bác nó rất là khó. Các bác nhìn đấy ạ, những cái vuông thành sắc cạnh như vậy mà nó còn zin nguyên bản thì chắc chắn nó phải có một chút xước xước đấy các bác. Nhìn kỹ đi ạ, các bác sẽ nhìn kỹ sẽ thấy đó, nó phải có một vết xước nhỏ nhỏ như vậy, bởi vì mấy chục năm rồi thì nó phải có vết xước nhỏ. Nhiều bác mua loa là khi nhận hàng về nhìn thấy một vết xước nhỏ tí xíu, chúng ta nhìn bình thường sẽ không thấy được các bác nhé. Nhưng mà để mà soi, các bác nhìn lại cái móng tay của em đây, nó còn không bằng cái móng tay của em các bác, rất là bé. Nhìn kỹ tận sâu như vậy mới nhìn thấy. Nhiều bác về bác lấy kính lúp ra bác soi, bác nói là loa này xước một hai vết nhỏ nhỏ thật sự, xong rồi đòi bọn em trừ tiền xuống, thật sự các bác là không có đâu. Em báo giá này là báo giá để các bác làm việc và tiền nào của đó, ví dụ đô la là nó hơi xấu một chút, nó mốt méo quá đi thì bọn em sẽ bán giá rẻ, hoặc là nó xấu về phần gông kiềng các thứ các bác thì bọn em có thể bán giá rẻ được, nhưng khẳng định các bác luôn là chất lượng luôn luôn đảm bảo. Còn những bác mà quá cầu thị quá về những cái vấn đề, ví dụ như là cầu toàn về cái vấn đề, ví dụ loa bãi là phải đẹp, đẹp như mới, đúng nghĩa là như mới, không phải là ví dụ hoàng bãi đây là nó có tí vết xước như vậy đây các bác, những vết xước đây ạ. Những cái vết xước như vậy thì thật sự các bác bình thường chúng ta nhìn này không thể thấy được, nhưng chúng ta soi gần kỹ như vậy đây, nó sẽ phải có những cái vết xước nhỏ nhỏ răm răm này, nó là hàng bãi mà đòi không có những vết đấy thì cũng em xin chào thua, em sẽ không phục vụ những bác như vậy. Đây các bác, những đôi loa thật sự đẹp như đôi này đây, các bác nhìn thoạt nhìn nó đẹp như mới đúng không các bác, nhưng mà rõ ràng khi soi kỹ các bác nó vẫn có vết xước đấy các bác, bởi vì nó 40-50 năm tuổi, thậm chí 60 năm tuổi rồi thì phải có các bác nhá, phải có. Nhưng mà hàng bãi như vậy nó mới là chuẩn các bác, chứ bây giờ mà nó mới quá các bác ạ thì không có đâu. Nó mới như đập hộp thì chắc là phải mua loa đóng thùng nữa các bác, đập thùng nữa các bác ạ. Đây, những đôi loa mà nó 40-50 năm tuổi, thậm chí 70 năm tuổi, những đôi loa Mỹ cổ này phải 70 năm tuổi rồi mà nó còn đẹp như vậy các bác, nó quá đẹp luôn mà nó vẫn phải xước một vết nhỏ như vậy đấy các bác, không thể nào mà không có vết xước được các bác ạ. Em sẽ soi vết xước các bác xem này, vết xước nữa đây các bác, nó phải có vết xước chứ các bác, làm gì chuyện không có. Kể cả những đôi loa cây này đây, nhìn thoạt nhìn rất là đẹp đúng không các bác, nhưng mà chúng ta soi kỹ sâu đi, nó phải có những vết xước nhỏ như vậy. Đó là hàng bãi các bác ơi, nó là hàng bãi không phải hàng mới các bác nhá. Tất cả đôi loa này đây cũng rất là đẹp đúng không, soi kỹ vào vẫn có vết xước đấy các bác, vẫn phải có những cái vết xước lăn tăn nhỏ nhỏ các bác ạ, không thể nào có những, nó phải, nó không thể nào nó bóng như thể là tinh tươm, như thể là chúng ta vừa bóc thùng xốp ra được. Ví dụ đôi loa này nữa đây các bác, các bác nhìn đẹp như vậy không, như vậy bọn em gọi là đẹp đứt tay rồi, nhưng mà để mà đi soi những cái vết xước nó vẫn có vết xước đấy các bác, vẫn phải có vết xước đấy các bác ạ. Các bác nhìn thấy chưa, mà nhiều bác mua hàng về thấy có những vết xước này thậm chí còn từ chối nhận hàng luôn. Đây, nó vẫn phải có vết xước đấy các bác, nó bé hơn cả cái đầu kim, từ chối nhận hàng luôn thì em cũng chịu. Hay là những chiếc âm ly ấy, chiếc áp của nó các bác nhé, em sẽ tắt bỏ cái cầu tín hiệu con này, sẽ tắt bỏ cầu tín hiệu của con âm ly này, em sẽ để mức âm lượng không thôi để các bác nghe cái tiếng lẹt xẹt của nó. Đây, con này thì volume mà không lẹt xẹt đây. Đây các bác, đó các bác,
volume nó phải lẹt xẹt như vậy, nó hàng bãi mà các bác. Đó, thì vặn một lúc nó hết đây. Rõ ràng con này vặn một lúc rồi nó hết đây các bác. Đấy, giờ nó hết rồi. Mua một chiếc âm ly bãi về, nhận về, âm ly rất đẹp. Chiếc áp lẹt xẹt phát là từ chối nhận hàng luôn. Những bác như vậy cũng xin đừng đặt hàng nhà em. Đó, đấy là những, đấy là em nói luôn là để quan điểm mất lòng trước được lòng sau. Không đến lúc là đặt hàng xong rồi từ chối nhận hàng với cái lý do rất vớ vẩn đấy, làm mệt người bọn em. Mỗi một kiện hàng bọn em gửi đi, một thùng hàng bọn em đóng gửi đi, mất rất nhiều công các bác nhìn thấy. Anh em đóng rất nhiều công, rất kỹ đấy các bác. Các bác nhìn thấy không ạ? Rất kỹ, mất rất nhiều công để gói một chiếc âm ly đi. Vệ sinh, rồi thì đóng mấy lớp xốp. Bắt đầu mới có một thành phẩm như nào đấy các bác. Thì mới có được một cái thùng xốp như vậy để gửi đi các bác. Mà mở con âm ly ra, hàng bãi chỉ có lẹt xẹt volume một cái thôi là từ chối nhận hàng, rồi đòi lại tiền cọc. Thì thật sự các bác là bọn em sẽ không phục vụ. Bọn em rất sợ phục vụ gặp phải những trường hợp như vậy các bác nhé. Em nói luôn, em không cầu những cái vị khách như vậy. Và em, nhà em nói thật bán hàng chuẩn nên là đóng hàng không kịp, các bác yên tâm là như vậy. Nên là em cũng không cần những cái vị khách mà nó quá đáng như vậy đâu. Nên những bác nào mà ở trong cái những cái nhóm đối tượng như vậy thì cũng khỏi xem kênh nhà em. Em chỉ phục vụ những bác biết chơi chân chính và biết thế nào là hàng chuẩn. Còn em cũng không phải giới thiệu nhiều về hàng hóa nhà em từ xưa nay, bán từ xưa nay các bác ủng hộ trên khắp toàn quốc rồi. Không phải tự nhiên mà nhà em bây giờ có được ngày hôm nay các bác ạ. Và bây giờ em cũng xin nói lan man vậy thôi. Có rất nhiều loa Mỹ về các bác nhá. Rất nhiều loa Mỹ và những chiếc âm ly Mỹ, âm ly của châu Âu. Rồi thì loa, cái đôi loa DBX này bát 40. Nó có cái bát 40 phía sau đây các bác. Đó, rất là gấu, ba cầu đánh. Đó, rất là gấu. Với những đôi loa này thì giá nó rất là đắt. Đó, thì em sẽ làm video test âm sau. Còn hiện nay nhà em về được rất nhiều loa. Đôi loa Mỹ 2001 này nữa đây các bác. Đôi loa Mỹ 2002 chứ nhầm các bác, xin lỗi, 2002 cộng. Và em cũng có một đôi 2001 cộng. 2001 nó bát 20. Con này là bát 30 các bác. 4 đường tiếng, một họng kèn. Họng kèn này bằng nhôm các bác nhá, họng kèn nhôm. Và một, hai cái mít chét giấy các bác, một vi tinh chỉnh. Đôi loa này bát 30, gần mút, độ nhạy rất cao. Các bác đánh bằng âm ly bóng đèn được luôn, độ nhạy rất là cao. Em nhớ không nhầm, độ nhạy con này là 97 dB, rất là cao. Và đôi loa này cũng ra giá cũng rẻ thôi các bác. Đôi loa 2002 cộng này tối nay em sẽ báo giá các bác luôn và lên video. Và loa châu Âu, loa Đức nữa các bác. Đó, thì hàng về rất là nhiều. Hôm qua các bác có thể thấy này, em về trật nhà thì hôm nay bọn em gói đi gần một nửa rồi. Nên là em nói thật các bác là những bác mà ủng hộ em từ trước đến giờ thì các bác biết luôn tính của em và cũng biết luôn hàng nhà em nó như thế nào. Còn những bác mà quá cầu thị, quá cầu toàn thì các bác thông cảm giúp em là không đặt hàng nhà em. Nhà em là bán hàng bãi chuẩn chứ không bán hàng bãi mông má. Nên là nó phải có cái gọi là bãi các bác nhá. Ví dụ đôi loa như vậy em đã nói rất nhiều rồi. Đôi loa đẹp đến như vậy thì nó cũng phải có vết. Đôi loa này đây, vườn này đây, rất là đẹp. Đó. Nhưng khẳng định đôi vẫn phải có vết các bác nhá. Ví dụ đây các bác nhìn vết nó đây. Theo năm tháng thì cái này nó phải bong ra một tí các bác. Bọn em sẽ lấy 502 bọn em dính lại là các bác sẽ không nhìn thấy nữa. Nhưng khẳng định luôn, loa bãi nó phải có vết. Còn không có vết thì không phải hàng bãi các bác nhá. Kể cả những chiếc âm ly luôn thế. Nó đẹp đến xuất sắc đến mấy chăng nữa nó vẫn là hàng bãi, nó vẫn phải có lẹt xẹt volume. Không thể nào không có được. Đấy, nói lan man mất gần 20 phút rồi các bác ạ. Thì bây giờ em xin tạm dừng video tại đây. Đôi loa này giá là 11 triệu DS501. Như vậy. Đấy, bật vào đây phát to quá các bác. Đôi loa này giá 11 triệu và âm ly giá là 5,8 triệu. Âm ly này xuất âm tụ các bác. Cực kỳ đẹp. Diode của nó bằng sắt luôn. Hitachi. FM đến 90MHz các bác nha. 90-91 thôi chứ không phải dòng xuất Mỹ, dòng nội địa. Giờ bác nào có nhu cầu lấy thì nhắn tin cho em qua hai số điện thoại 098 119 3686 hoặc 0983 662 586. Em giao hàng toàn quốc. Xin kính chào các bác.